những điều hải quân và thủy quân lục chiến Hoa Kỳ muốn trong số các tàu chiến đổ bộ hạng nhẹ mới. Theo nguồn tin của Military.com, Hải quân Hoa Kỳ đã đưa ra các yêu cầu đối với một lớp tàu chiến đổ bộ hạng nhẹ mới nhằm cung cấp khả năng di chuyển và duy trì trong các khu vực duyên hải đang bị tranh chấp. Thiết kế sơ bộ dự định sẽ bắt đầu vào cuối năm tài khóa 2020, với việc phát triển dự định sẽ bắt đầu vào năm 2023 kỳ vọng hiện tại là chương trình tàu chiến đổ bộ hạng nhẹ sẽ sử dụng thiết kế hiện có hoặc điều chỉnh thiết kế tàu thương mại để giảm rủi ro và đẩy mạnh quá trình giao hàng tàu chiến đổ bộ hạng nhẹ mới hy vọng sẽ có thể giải quyết các vấn đề khó khăn cùng chiến lược và nhu cầu đang thúc đẩy lực lượng hải quân hoa kỳ điều chỉnh quan niệm hoạt động để đáp ứng những thử thách mới để cho phép các hoạt động kiểm soát và hạn chế pháp lý trên biển và để đối đầu với những thay đổi của chiến tranh hải quân sẽ phát triển các yêu cầu tầng lớp cao nhất và cuối cùng là tài liệu phát triển khả năng để hỗ trợ những chương trình tàu chiến đổ bộ hạng nhẹ. Sự xuất hiện của yêu cầu tàu chiến đổ bộ hạng nhẹ phản ảnh khái niệm hoạt động sửa đổi do Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ ban hành trong tài liệu thiết kế lực lượng 2030. Các nhu cầu trên biển đã đặt ra các yêu cầu tiềm năng cho một tàu đổ bộ hạng nhẹ. Tướng Hải quân Hoa Kỳ hàng đầu cho biết, để nâng cao khả năng đánh giá cơ cấu lực lượng sắp tới của Hải quân Hoa Kỳ sẽ bao gồm các loại tàu mới. Hải quân và thủy quân lục chiến hiện vẫn dựa vào các tàu tấn công đổ bộ trên các bông tàu lớn. Tướng tư lệnh David Berger nói với các nhà đóng tàu và các thành viên của Quốc hội tại buổi họp được tổ chức bởi Liên minh Cơ sở Công nghiệp Tàu Chiến Đổ Bộ. Thông tin chi tiết đã xuất hiện về một lớp tàu chiến đổ bộ mới mà các nhà lãnh đạo của Hải quân và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ cho rằng là sẽ rất cần thiết để cạnh tranh với các đối thủ trên biển. Hải quân đã công bố chi tiết về một loại tàu chiến đổ bộ hạng nhẹ mới được đề xuất. Các con tàu sẽ rất cần thiết khi các nhu cầu ở trên biển tăng lên và cũng để đáp ứng những thử thách ngày càng tăng trên biển. Theo một bài thuyết trình dự án từ công nghiệp hàng đầu của Hải quân gần đây, trong đó các nhà lãnh đạo đã gặp khoảng 20 công ty để thảo luận về ý tưởng này. Theo The Drive thì lần đầu tiên báo cáo về dự án cho biết Hải quân Hoa Kỳ có kế hoạch mua từ 28 đến 30 chiếc tàu mới. Điều đó có thể thay đổi đáng kể cuộc diện hạm đội của Hải quân Hoa Kỳ được tăng cường. Chương trình rất tốn kém này có thể phải mất nhiều năm để thực hiện với nhiều lớp tàu chiến nhỏ. Tướng David Berger cũng đã giới thiệu ý kiến với một hạm đội mới trong kế hoạch của mình, vào tháng Giêng năm 2020, ông đã cho biết các nhu cầu ở trên biển sẽ rất cần nhiều tàu chiến nhỏ để cạnh tranh với các tàu ngang hàng của đối thủ trên biển chẳng hạn như Trung Cộng ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Chúng ta cần một lực lượng hàng hải phân tán, ông nói, điều đó sẽ đưa chúng ta tới nhiều mục tiêu. Nhu cầu này theo The Drive đang tìm cách trao ít nhất một hợp đồng thiết kế sơ bộ vào cuối năm 2020, với kế hoạch bắt đầu mua tàu vào năm 2022. Các chức năng chính của tàu đổ bộ hạng nhẹ là điều động lực lượng và kết thúc lực lượng bao gồm hoạt động tại các hải cảng và bãi biển nhỏ chưa được phát triển. Hoạt động phụ có thể bao gồm duy trì lực lượng và trinh sát. Khi các chức năng này được kết hợp thành một đơn vị hành động duy nhất, hạm đội sẽ được lợi ích từ các điều động trên biển và bờ biển cùng hỗ trợ hậu cần cho các lực lượng khác trong khu vực trách nhiệm, phân tán và tổng hợp các lực lượng viễn chinh và trinh sát nhanh chóng của các đường biển truyền thông để xác định khả năng tiếp cận và tính hữu dụng trong hoạt động của một cuộc xung đột. Tàu chiến đổ bộ hạng nhẹ sẽ chịu đựng các phạm vi mở rộng kéo dài hàng tuần và vận chuyển xuyên đại dương. Các tàu này có thể hoạt động trong các nhóm hạm đội hoặc là khai triển độc lập. Dưới đây là một cái nhìn về những gì mà hải quân và thủy quân lục chiến muốn thấy có từ hạm đội tàu chiến đổ bộ hạng nhẹ mới. Về chiều dài thì một số tàu không người lái trong tương lai của hải quân có thể dài hơn là tàu chiến đổ bộ hạng nhẹ. Chiều dài tổng thể của một tàu chiến đổ bộ hạng nhẹ khoảng 200 feet theo dự án của hải quân Hoa Kỳ. Đó là khoảng một phần tư chiều dài của các tàu tấn công đổ bộ hiện tại, dài gần 850 feet. Các con tàu phải có khả năng cập bến trên cát, sỏi hoặc là các vật liệu khác và đường dốc. Điều đó sẽ cho phép thủy quân lục chiến di chuyển thiết bị của họ lên bờ. Vận hành Tàu chiến đổ bộ hạng nhẹ sẽ không đi biển với một đơn vị viễn chinh khoảng 2.200 người. Số lượng nhân viên tối đa mà hải quân muốn cho con tàu này là khoảng 40 thủy thủ đoàn và 75 thủy quân lục chiến. Con tàu này cũng phải có khả năng vận chuyển các phương tiện và vũ khí như là xe tăng hạng nặng khoảng 7 tấn và đại bác lòng ngắn cho thủy quân lục chiến. Tàu chiến đổ bộ hạng nhẹ sẽ có ít nhất là 8.000 feet vuông cho kho chứa hàng. Về tốc độ thì hải quân muốn tàu chiến đổ bộ hạng nhẹ có thể hoạt động ở 14 hải lý trong tối thiểu 3.500 dặm hải lý, chậm hơn 20 hải lý mà trực thăng tấn công có thể di chuyển hiện nay. Tàu chiến đổ bộ hạng nhẹ cũng có thể vượt qua đại dương nếu nạp đầy đủ nhiên liệu có thể vượt sóng cao khoảng 8 feet. Tàu chiến đổ bộ hạng nhẹ cũng phải có khả năng kéo dài vài tuần trên đại dương. Về tuổi thọ, mặc dù hải quân có kế hoạch kéo dài tuổi thọ của một số tàu hiện tại vượt ra ngoài dự định, tàu chiến đổ bộ hạng nhẹ nên kéo dài ít nhất là 10 năm theo dự án. Vũ khí và công nghệ khác. Tàu chiến đổ bộ hạng nhẹ theo dự án phải có khả năng hoạt động trong các nhóm hạm đội hoặc là hoạt động độc lập. Để giảm chi phí cho các con tàu, dự án bao gồm hệ thống súng 25 hoặc là 30 mm, hệ thống định vị toàn cầu và các vũ khí phục vụ cho thủy thủ đoàn cũng như là súng máy. Chính phủ chấp nhận các tiêu chuẩn hoặc là tàu thay thế để đạt được các nhiệm vụ nêu trên. Các công ty hay chính phủ có thể đề xuất các đặc điểm sửa đổi nếu có những thiết kế có thể tiết kiệm được chi phí hay là thời gian, hoặc là các thiết kế cải thiện các đặc tính hiệu suất hoặc giảm rủi ro